Xin chào bạn, tôi Nguyễn Tùng Sơn quay trở lại với các bạn đây. Đây là chủ đề về học tự chạy quảng cáo Facebook và tôi đã bắt đầu đến với chạy quảng cáo Facebook như thế nào. Thưa các bạn, cách đây vào năm 2015 khi mà tôi bắt đầu cái doanh nghiệp của tôi về bán mỹ phẩm về son môi. Cái thời điểm đấy thì tôi tập trung vào làm sao đó để mình có thể chạy được quảng cáo miễn phí. Có nghĩa là mình không cần phải tốn tiền nhưng mà vẫn thu hút được rất là nhiều khách hàng tiềm năng đến với cả trang cá nhân cũng như là fanpage của chúng tôi. Vào cái thời điểm đấy thì tôi bắt đầu làm những cái chương trình mini game hoặc là mình live stream để mình tặng quà miễn phí. Những cái lúc đấy thì tôi phát hiện ra một điều rằng khi mà tôi càng cho đi ở bên ngoài thị trường thì người ta càng đón nhận nhiều hơn thay vì tôi cứ tập trung vào bán hàng cũng như là tập trung vào giới thiệu cái sản phẩm của mình. Và lúc đó thì cái fanpage của tôi nó đã lên tới thời điểm mà lên 20.000 lượt like và được khoảng hơn 1.000 lượt đánh giá 5 5 sao từ khách hàng của mình bằng cái việc là làm tôi tổ chức những mini game mà sau đó nhờ những khách hàng của tôi đánh giá 5 sao cho cái fanpage. Cái thời điểm đấy thì cái fanpage của mình nó rất là uy tín các bạn. Và lúc đó tôi chỉ nghĩ được một điều rằng là bây giờ mình không cần phải chạy quảng cáo, mình chỉ cần marketing không đồng nhưng mà vẫn tạo ra được nhiều khách hàng thì điều đó là một cái điều rất là hay, rất là hứng thú rồi. Nhưng về sau tôi mới phát hiện ra một điều là có rất là nhiều người ở bên ngoài kia họ bắt đầu họ chạy quảng cáo Facebook và thậm chí là họ không phải chỉ bán được một vài chục đơn giống như tôi hồi đấy mà họ bán được hàng trăm đơn, vài trăm đơn, thậm chí hàng nghìn đơn mỗi ngày. Thì tôi thấy được đó là nếu như mà tôi sử dụng cái đòn bẩy về chạy quảng cáo thì tôi sẽ kiếm được nhiều tiền hơn rất là nhiều. Và cái thời điểm mà tôi biết tới chạy quảng cáo Facebook thì cũng không không quá lâu, vào khoảng tháng 9 năm 2017 các bạn. Và lúc đó thì tôi chưa có đi học với bất kỳ một cái khóa học về chạy quảng cáo Facebook nào cả. Tôi được giao cái quyền rằng là sẽ có một cái ngân sách nhất định cho cái doanh nghiệp của tôi, sau đó thì tôi sẽ bỏ số tiền đó và chạy quảng cáo Facebook. Trong cái tháng đầu tiên thì cái ngân sách chạy của tôi nó lên tới hơn 100 triệu trong cái tháng đầu tiên tôi chạy và chưa có học về chạy quảng cáo Facebook. Thì tôi cũng thu được rất là nhiều cái data khách hàng chỉ trong một thời gian rất là ngắn thôi. Và điều đó là không thể nào tôi có thể làm được nếu như mà tôi chạy quảng cáo miễn phí hoặc là dùng 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 marketing không đồng để làm được điều đấy các bạn. Và khi mà tôi là thất bại rất là nhiều lần, tôi bỏ ra nhiều tiền quảng cáo nhưng mà không có đem lại quá nhiều hiệu quả. Thì tôi lúc đó tôi mới bắt đầu đi học về những cái chương trình về chạy quảng cáo Facebook. Trong cái điểm đó thì tôi học rất là nhiều nơi, học rất là nhiều người thầy cũng như mình tự lên YouTube tự mình học hỏi rất là nhiều. Và sau đấy thì tôi biết được rất là nhiều những cái cách để làm sao đó thì mình có thể tối ưu được cái tài khoản quảng cáo của mình, sử dụng những chiến lược nào, những chiến dịch như thế nào để gia tăng được cái hiệu quả, hiệu suất quảng cáo của tôi lên bằng cái việc là vẫn bỏ ra 10 đồng nhưng mà thu về hiệu suất nó sẽ cao hơn so với lúc tôi mới bắt đầu tôi học chạy. Dĩ nhiên là tôi sẽ không có khuyên bạn rằng là bạn cứ chạy hàng trăm triệu thì bạn hãng đi học, mà tốt nhất là bạn vừa học bạn vừa chạy quảng cáo với ngân sách thấp và sau đó thì bạn lại tiếp tục học để nâng cao cái kiến thức của mình, thì bạn sẽ không có gặp cái trở ngại giống như tôi. Thời điểm đó thì tôi phải bỏ ra hàng trăm triệu để có được những cái bài học quý giá như vậy. Và khi mà tôi làm những video này để tôi chia sẻ cho bạn thì mục đích của tôi đó chính là tôi muốn giúp cho những ai đó bắt đầu học cách chạy quảng cáo trên Facebook, bắt đầu học cách để làm sao đó mình bỏ một cái ngân sách nhất định, mình đầu tư cho cái doanh nghiệp của mình, cho cái sản phẩm của mình để tiếp cận tới nhiều người hơn. Và trong cái series này đấy chính là học học cách để làm tự chạy quảng cáo Facebook. Thì bạn không nhất thiết phải là người biết quá nhiều về máy tính, không cần biết quá nhiều về 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 kinh nghiệm quảng cáo trước đây. Thì khi mà tôi bắt đầu thì tôi cũng giống như bạn mà thôi, với cái tinh thần học hỏi rất là cao và mình rất là mong muốn khao khát để làm sao được giống như những người khác họ trả tiền. Và mình không thể nào mình thua được cái người mà làm trong ngành nghề của mình được. Thì trong cái những cái video tiếp theo thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn về step by step, từng bước một để bạn có thể làm như nào đó để bạn có thể lập ra được cái tài khoản doanh nghiệp quảng cáo cho bạn, làm như nào đó để bạn có thể áp được cái tài khoản quảng cáo Facebook vào. Tôi biết được rằng cái này nó rất đơn giản, cơ bản, nên nếu như mà ai đã biết rồi thì có thể đi tới những cái video hướng dẫn nâng cao hơn. Trong những video hướng dẫn nâng cao đó thì tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách để làm sao đó bạn có thể tối ưu được tài khoản quảng cáo, làm sao đó bạn có thể target được tới đúng đối tượng khách hàng tiềm năng của bạn
target tới đúng được cái người mà sẵn sàng chi tiền cho bạn, hay là tôi chỉ cho bạn cái bí quyết mà tôi sẽ tạo ra được những cái chiến dịch, những cái cách thức để làm sao đó từ một người khách hàng chưa quen biết chúng ta, từ một người khách hàng xa lạ tới cái việc mà họ yêu mến, họ thích tới cái thương hiệu và sau đó quyết định đưa ra quyết định đó là mua hàng của chúng ta. Và tôi sẽ chỉ cho các bạn cách làm sao đó bạn có thể đo lường được hiệu suất quảng cáo, bạn có thể bóc tách ra được từng số liệu để bạn biết được rằng cái nào bạn đang chạy hiệu quả, cái nào bạn chưa chạy hiệu quả. Và cái chiến lược ở đây là không hiệu quả thì mình tắt đi, còn cái nào hiệu quả thì mình nhân bản nó lên. Thì quan trọng nhất là chúng ta phải biết được cái bí quyết và biết được cái chỉ số, các từng cái con số nó đọc như thế nào. Đúng là ngay cả bạn không cần phải giỏi về con số bạn vẫn có thể làm được, nó rất đơn giản, bạn chỉ cần đưa ra những cái tiêu chí. Và trong những cái video sắp tới tôi sẽ chỉ cho bạn những cái tiêu chí đó là gì và làm như thế nào. Bên cạnh đó, nếu như mà tôi có những cái biểu mẫu, những cái tài liệu bằng bằng file Excel và những cái tài liệu đọc thêm thì tôi sẽ gửi nó cho bạn để bạn có thể hoàn toàn ứng dụng vào trong cái doanh nghiệp của bạn. Và những cái video này không gì hơn, tôi chỉ mong muốn khao khát một điều rằng giúp cho những ai đã giống như tôi, đã bắt đầu học chạy quảng cáo nhưng mà không biết cách bắt đầu từ đâu, và cũng không biết làm sao đó có thể tối ưu được cái tài khoản quảng cáo của mình, thì tôi rất là muốn để chia sẻ cho tất cả các bạn. Nên những cái chương trình này thì nó hoàn toàn miễn phí, nhưng tôi rất là mong muốn bạn có thể chia sẻ nó tới cho nhiều người bạn của bạn. Và thực sự rằng là khi mà tôi quay những cái video này để tôi thao tác trên video để tôi thao tác trên tài khoản của tôi thì tôi chỉ mất khoảng 2-3 phút thôi. Nhưng khi mà tôi quay lại những cái video này thì phải mất rất là nhiều thời gian, nên bởi vậy á, cùng một công sức làm nên tôi rất là mong muốn rằng những cái video của tôi được truyền tải tới nhiều người nhất có thể để cung cấp giá trị cho nhiều người bạn khác. Đấy, và bạn cũng có thể follow trên Facebook của tôi là Facebook là Nguyễn Tùng Sơn. Nếu như có bất kỳ câu hỏi nào hoặc là tham gia vào trong group Facebook ở đường link phía bên dưới của cái video này thì tôi có để chèn lại cái đường link Facebook. Cũng như là nếu như bạn muốn nhận được thêm những cái tài liệu hoặc là những cái biểu mẫu, những cái mẹo của tôi, hoặc là những đơn giản chỉ là những tin tức mới nhất của tôi, thì bạn có thể subscribe kênh YouTube hoặc là điền email vào phía bên dưới cái video này. Ok, và cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúng ta sẽ còn hẹn gặp lại trong những chuỗi phần tiếp theo. Sẽ có rất là nhiều những video nâng cao và giá trị, thậm chí là nó còn còn cao cả hàng trăm triệu. Đó là cái kinh nghiệm mà tôi đã bỏ ra thực tế. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại.